Hải có tật hay quên anh. Đi chơi hay đi coi phim hay gì đó là bình thường, là vé xe là em giữ. Mà một chục lần vé xe bả giữ là mất vé xe. Phải mua lại. Dạ có, là dạ phải thôi, trình giấy trình tờ giấy, này nọ. Bữa nào không đem giấy tờ là phải bỏ xe đó. Đi taxi về lấy giấy tờ lên. Rồi xong, hồi đó nhà em xài mấy cái ổ phá mà để vô làm cái kịch, để vô vỗ cái kịch, để vô vỗ kịch dính đặng đi cho nó lẹ. Một tháng đó không em kêu cái ông sửa phá vô chắc cỡ 8 lần á. Cưa hút quá. Dạ, cứ quên chìa phá trong nhà hoài. Có khi nào mà quên đến nỗi mà quên luôn em không? Có. Mới đây. Em đi xe về, khách kêu em chở với Long An lên phố. Em chở lên xong rồi bà điện em, bà hỏi anh có về không? Nói anh có về. Thì thường thường là cái cổng gạo ngoài sẽ phá, cái cửa trong là chỉ phá cái cửa thôi, không có bóp ổ trong. Bữa đó em về em mở cửa vào ra xong cái em mở cửa trong hoài không được. Em ngồi em suy nghĩ hoài, ủa mình đi làm mình chưa về mà ta, nó có lộn gì không? Em gọi đâu 4-5 cuốc á, không bắt máy. Tới cuốc thứ 6, thứ 7 mới bắt máy. Làm ngồi ngoài được gần tiếng rưỡi màu rồi. Mà trời mưa lâm dâm nữa, chán vậy hỏi tỉnh bơ rồi. Sao anh không chửi em? Giờ chửi em chi nữa, xong hết rồi chửi chi nữa. Nhiều lúc mình nghĩ mình thua con chó nữa. Con chó mà bả không cho ăn bả nhớ nha, còn em đi làm gì bả không nhớ. Có tập nghe lời người ta suối nữa. Nghe lời người ta suối bả? Dạ đúng rồi. Bả về bả suối là em? Không có, không có suối làm luôn. Em làm nhưng em không có suối. Em mấy bữa mà em đi lại đi xe về, hai bữa về em mệt á, hay là em đi tỉnh về em mệt á, em ngủ tối em hay nghiến răng á. Không biết nghe lời ai á, tối chồng nghiến răng á, lấy dép giả mặt nó hết nghiến răng. Trời ơi, tối em đang ngủ hả, tôi dép bảo quớt một cái chát. Trời ơi, em tưởng má em giờ mà không già luôn á. À, thực sự là vợ chồng em là hàng xóm. Thời đó là em về sớm đó, ở anh này đã về trước rồi. Thì em đang đi học thêm tiếng Anh. Thì hồi đó anh này, mẹ của ảnh cũng muốn ảnh học thêm chung với em. Thì hai đứa đi học thêm chung. Rồi lúc đó đi học tiếng Anh là lúc bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em 12, ổng 13 tuổi. Vậy rồi em ấn tượng gì với cái anh này lúc đó anh 13 tuổi? Em thấy ảnh là kiểu là ở dơ. Ở dơ. Rất là phải nói là em không có biết diễn tả sao, là kiểu đen mà còn để tóc kiểu HKT nữa. Dạ mà nghĩa ổng là nhuộm vàng dạ, vàng mà ổng còn tóc kiểu ốm mà con trai mà không được 40kg cơ. Không phải vậy đâu, ổng không được 40kg, ổng chút xíu người, ổng nhìn chút xíu xíu à. Coi như không ấn tượng gì đúng không? Ổng còn có một cái tật rất là xấu là ăn cứt mũi. Trời ơi. Thiệt là dễ sợ. Mà ai mà nói là ổng lấy ổng chét. Trời ơi, như vậy chắc trong sớm chắc không ai chơi đó. Không, mà thường mấy đứa con trai mà 12, 13 tuổi nó quậy lắm. Lúc đó là chuẩn bị trổ giò, dạ, chuẩn bị dậy thì đó, quậy dữ lắm. Rồi còn em sao Hiếu? Em ấn tượng gì về cô gái này? Dạ mập lắm. Đầu tiên về sớm gặp là mập dữ lắm. 12, 13 tuổi mà 60kg, sao mấy ký á. Em nói nhỏ này nó mập như con heo rồi, mốt ai đâu cưới nó trời. Thằng nào khùng lắm mới cưới nó, cuối cùng khùng là em mới ghê chứ. Ghét cuối nào trời cho cuối đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi hai em trong cái lúc đó có nghĩa là học cùng trang lứa với nhau. Vậy thì đứa nào học giỏi, rồi đứa nào học khá? Dạ đây, y giáo viên ưu tú luôn á. Dạ. Là kèm em hả? Dạ kèm đúng rồi, là kèm em á. Ồ. Mà em học ngu lắm, càng học càng ngu. Người ta học người ta giỏi nha, em càng học càng ngu. Tại vì suốt ngày lo nhìn cô giáo không ạ? Dạ đúng rồi. Với lại đó em đi học trong trường á, em quậy lắm. Cái em về trong lớp, cái em giỡn với con này sao, cái em giỡn với con kia sao, cái em về em kể. Em kể cái em hành động luôn. Đó, anh qua anh cặp vai con này như vậy nè, đó anh cặp vai con kia như vậy nè. Tại hồi đó ổng quá dơ, ổng xấu thiệt, nhưng mà cái ổng cười có duyên lắm. Ổng cười kiểu đẹp trai mà kiểu hot boy ngày xưa á, ổng đẹp, ổng cười đẹp lắm. Rồi thêm là ổng ổng hát hay nữa. Hát hay. Dạ mê mà kiểu em không biết là em mê trai từ nhỏ hay sao. Như vậy là đến năm bao nhiêu thì hai đứa chính thức là yêu nhau giống như là những cặp mà tình nhân? Cuối năm em 14 tuổi. Trời ơi, cuối năm 14 tuổi. Ông biết yêu, coi như 14 tuổi là ông yêu rồi. Dạ. Nhưng mà cái thời điểm đó là chắc là chỉ là yêu theo kiểu học trò, con nít thôi. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi là có cãi lộn, rồi thậm chí là có đánh lộn, có chia tay, chia chân đồ không? Dạ dần dần chắc luôn. Chắc nhiều đó. Lắm đúng dạ. Không? Dạ. Thời gian đó thì bà này bà học, em thì đi chơi, đi làm, tới lúc đó em đi làm rồi. Lúc đó em đang đi làm nhạc công, đánh show tiệc cưới, sinh nhật rồi á. Rồi em đi xíu, em không có nhà, em có ít dành thời gian cho bà lắm. Nói chung là hai đứa chỉ có nhắn tin qua lại này nọ, rồi lâu lâu em về nhà thì em chở đi chơi, đi ăn, đi uống này nọ. Mà tới hiện tại bây giờ là mới phát hiện ra là em quen bả gần 10 năm, em mới dắt bả đi ăn chè. Còn những cái vô tâm nào mà nó dễ sợ làm cho em nổi điên hoặc là làm cho em nhiều buồn bã lắm, giống như là năm đó là em 18, 19 gì đó.
Thì cái ngày đó, ngày 8 tháng 3, em mới nói với ảnh là: anh ơi, bữa nay anh có tiền, anh mua cho em một cọng dây chuyền inox 30 ngàn thôi, để em có đi học á, em có khoe với bạn, bữa nay cũng là lễ phụ nữ. Ông nói với em vậy nè: em đã làm được cái gì cho anh mà anh phải mua cho em? Nhưng mà em nói nó chỉ là một cọng dây chuyền, chỉ có 30 ngàn thôi mà, đâu có mắc với anh lắm đâu. Trong khi đó anh đi đánh nhạc một lần mấy triệu bạc, thì em chỉ xin anh một cọng dây chuyền 30 ngàn thôi. Không, em đã làm gì được cho anh đâu mà em đòi cọng dây chuyền đó. Vậy đó hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Không biết nữa, hồi đó nó vậy đó. Hồi đó nó bao nhiêu tuổi? 18-19 rồi đúng không? 18-19 rồi. Tụi em có một thời gian gây lộn, chia tay khoảng 1 năm. Là mất tích luôn. Là em dọn ra ngoài em ở, em không ở nhà nữa. Bà thì nhà bà đi học, hai đứa cắt liên lạc luôn. Cả năm trời á, rồi em xin lại số điện thoại, rồi bắt đầu nói chuyện rồi lại mới quay lại. Là lúc đó là bà đang quen cái anh nào đó trên Củ Chi á, đâu được mấy tháng gì đó em không biết. Mà bà đi chơi với em xong bữa, xong bà đưa khứa đó ra sân bay rồi bà chia tay khứa luôn à. Nhưng mà lý do tại sao chia tay vậy? Hai đứa? À là do anh này, anh nói thôi mình chia tay đi, anh thích bạn thân của em rồi. Tự nhiên, vì cái câu nói của ảnh làm em cũng có cảm giác chứ. Dạ không ạ, em cảm giác em với bạn em tự nhiên có khoảng cách luôn. Rồi anh có cặp với bạn dạ không ạ, bạn em cũng ngại, bạn cũng tránh mặt cả hai đứa luôn. Sao mà đến được vậy hả? Xin lỗi em, anh đã mến bạn thân em rồi. Nói chung là em suy nghĩ là cái lúc đó là lúc còn tuổi trẻ, mình còn nhất thời bồng bột lắm nên mình không có suy nghĩ về những vấn đề mình nói. Thời điểm mà lúc tôi mới quay lại, anh này anh còn vô tâm lắm, anh còn rất là vô tâm. Một lần em đi học bằng xe đạp thì em chạy xe, cái bữa đó là cái thắng xe của em nó bị đứt, nó đập vào trong cái bánh xe thì nó bị khựng, thì em lao từ trên cầu em lao xuống luôn, em lao thẳng xuống đường luôn. Thì cái bánh xe chúng em nó gập như vậy luôn nè, thì em mới gọi điện thoại cho anh, em gọi quá trời luôn, thì gọi mãi anh không bắt máy, rồi em phải tự thân mình, trời vừa trời mưa nó vừa đi vừa khóc luôn á. Rồi một mình khiêng bánh xe đi xuống dưới cầu, rồi chửi với xe nó, chúng tôi còn gửi xe ở đây. Rồi em đi sớm về nhà, em về nhà em lấy tiền em trả tiền xong, thì nhà của em bên đây, nhà anh bên đây, thì em vừa mở cửa bước vô thì anh này anh mở cửa dậy, em mới gọi là anh nghe máy liền. Em mới hỏi là anh nãy giờ em gọi sao nó nghe máy, ổng mới nói là nghe máy làm chi, có gì gọi hoài à, tôi đang ngủ gọi hoài à, té gì té hoài, có gì thôi cũng gọi. Rồi ổng cúp máy luôn. Rồi lúc đó là em tự lo cho cái xe kia của mình dạ, luôn. Dạ, tự về nghỉ ngơi xem vết thương rồi tự băng bó cho mình, rồi tự đi xe bấm ôm ngược lên. Sao mà vô tâm lên. Như vậy? À, đúng rồi. Vô tâm mà vô tình nữa. Đó. Con nít đó lúc đó là mười mấy tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. 19-20 rồi. 19-20 đó. 19-20. Có phải em là người thay đổi ảnh? Hay là cả hai cùng quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình? Dạ, nếu mà nói về thay đổi thì em nghĩ là em là người rất là thay đổi anh. Tất cả mọi người thì biết em quen ảnh, thì các bạn thân của em đều cản không cho em đến với anh này. Thì em không biết sao, em chỉ nghĩ là anh này, tại vì nếu mà anh không thương em thì anh sẽ không quay lại với em. Thì nếu mà anh không thương em thì anh cũng sẽ không chịu được cái tính của em. Nên là em nghĩ là em có thể thay đổi được con người này, nên em cứ tiếp tục thôi. Rồi bây giờ em thay đổi chưa? Dạ được một phần nào rồi chị. Nếu mà nói về vô tâm thì là vẫn là vô đối rồi, nhưng mà mọi thứ thì nó đỡ chút. Vô tâm là vô đối, nghĩa là tới bây giờ vẫn còn vô tâm đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Sau đó bao lâu thì tụi em làm đám cưới? Cũng lâu ạ. Trước đó quen 4 năm xong rồi chia tay 1 năm xong rồi quen thêm 7 năm nữa mới cưới. Cả một thanh xuân đó đúng không? Dạ đúng rồi, cả một thanh xuân. Ôi yêu nhau. Dạ tới cái ngày đám cưới mà tính ra là hai chồng quen nhau được 12 năm mấy ngày á. Ôi ơi, hai đứa có sống thử không? Có sống thử trước hôn nhân không? Sao? Lần đầu tiên của hai đứa. Anh cũng biết gì hết, em cũng không biết gì hết. Thì hai đứa chụp giật xong chưa em? Xong chưa? Rồi về. Nó cục ngủng. Nhưng mà ai chắc chắn là Hiếu phải là người gợi ý cho cái việc đó đúng không? Dạ đúng rồi, bữa đó đi trời nắng quá, hai chồng đi uống cà phê, mà đi uống cà phê lùm á, cái đi về nắng mới mệt. Anh em ơi, giờ anh mệt quá, mình vô khách sạn mình ngủ xíu đi. Mà anh hứa anh ngủ không làm gì bậy đâu. Vô em ngủ thiệt, em ngủ một giấc xong rồi em dậy em mới quậy. Còn bây giờ là lấy nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ một năm mấy rồi. Một năm năm mấy tháng. Đúng không? Năm mấy đó. Còn lòi thêm tật xấu không? Dạ vẫn còn chứ, vô đối mà. Bây giờ lòi thêm tật xấu nào nữa? Dạ ổng làm biến. Biến? Làm biến. Em ví dụ trời mưa, anh ơi chắc siêu nhà giùm em. Chưa mưa mà em để đó đi. Thế là em cảm thấy sốt ruột, tại vì tự nhiên đen thui hết rồi. Thì em mới thấy vậy thôi, em đứng lên em ra em tự dắt. Thì ảnh thôi để anh dắt. Ổng không làm luôn. Nghĩa là từ từ. Dạ không, ổng không làm luôn. Ổng có như là ổng lãng quên nó luôn. Xong rồi em làm, xong rồi ổng lại càm ràm em là tại sao em làm nó như vậy mà em không được làm như vậy. Em lãng quên mà cái quên đó là cái quên
Cái quên có nghĩa là lơ đãng hay là cái quên cố tình? Không, quên thiệt anh. Nhiều cái quên thiệt luôn. Ví dụ như bình thường mà ăn cơm xong á, dọn xuống là em sẽ rửa chén, dọn xuống xong cái mắc công chuyện vậy đó, cái làm chuyện xong cái ngồi bấm thoại chơi con xong là quên luôn. Quên luôn, không nhớ luôn. Vô tâm nè, hay quên nè. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ổng có một cái tật là cả bạn bè của ổng đều không thích là hay nhờ. Thí dụ em nhờ anh ơi, anh có thể làm cái hàng rào lại cho em không? Đợi đi em, đợi mốt anh này qua anh nhờ, anh kia qua anh nhờ, chị kia qua anh nhờ, hay là để nó qua đi anh nhờ. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa không? Anh có thể mặc một cái quần ngủ 4 ngày là ổng cứ mặc xong ổng tắm, ổng móc lên. Bữa nào anh mệt ở nhà 4 ngày là với một khoảng cách như em với anh Quốc Thuận em có thể nghe mùi chiếc quần ngủ của anh mà có thể vẫn mặc được. Dạ, nghe nhưng mà đó hả? Dạ. Ông nghiền cái mùi đó. Ôi, ở ngoài em suy nghĩ đơn giản, mình bận nhà mà thôi, thú gì cũng người nhà hửi thôi, có đâu sợ, miễn xong mình ra đường mình thơm tho được rồi. Vô tâm là thường là ít bao giờ lãng mạn. Em gọi điện thoại cho anh. Alo, nghe vợ gì không? Anh nghe vợ. Còn bữa nào mà mấy bạn tổng đài hay là ai nhân viên tư vấn, ừ alo em nói đi anh nghe nè em, ừ anh Hiếu nè em nói đi anh nghe. Tất cả những tật xấu nãy giờ em kể ra đó là em có chấp nhận được không, hay là em muốn anh thay đổi cái tật gì? Dạ em muốn anh bớt vô tâm một chút xíu. Bớt vô tâm đúng không? Ngày xưa tụi em quen được tới bây giờ là tại vì ngày xưa tụi em vừa quen nhau, tụi em vừa làm bạn với nhau, là tụi em có thể ngồi với nhau, ngồi nói chuyện với nhau cả ngày. Hoặc là đơn giản gia đình em có vấn đề, anh có thể ngồi với em để ngồi chỉ để ngồi cho em khóc, em mà khóc một ngày thôi. Đó, vậy thôi đó. Bây giờ thì không được nữa. Bây giờ thì thực ra là hiếm lắm ha, hiếm lắm. Dạ. Còn rồi, em thấy em đó, tật xấu của cô ấy là gì? Bà xã có tật hay quên anh. Đi chơi hay đi coi phim hay gì đó là bình thường, vé xe là em giữ. Mà một chục lần vé xe bà giữ là mất vé xe. Phải mua lại. Dạ, có là dạ, phải trình giấy tờ này nọ. Bữa nào không đem giấy tờ là phải bỏ xe đó. Đi taxi về lấy giấy tờ lên. Rồi xong, hồi đó nhà em xài mấy cái ổ phá mà để vô làm cái kịch, để vô cái kịch, để vô kịch dính đặng đi cho nó lẹ. Một tháng đó không, em kêu cái ông sửa phá vô chắc cỡ 8 lần á. Cưa hút quá. Dạ, cứ quên chìa phá trong nhà hoài. Có khi nào mà quên đến nỗi mà quên luôn em không? Có, mới đây. Em đi xe về, khách kêu em chở với Long An lên phố. Em chở lên xong rồi bà điện em, bà hỏi anh có về không? Nói anh có về thì thường thường là cái cổng gạo ngoài sẽ phá, cái cửa trong là chỉ phá cái cửa thôi, không có bóp ổ trong. Bữa đó em về em mở cửa vào và xong cái em mở cửa trong hoài không được. Em ngồi em suy nghĩ hoài, ủa mình đi làm mình chưa về mà ta, nó có lộn gì không? Em gọi đâu 4-5 cuốc á, không bắt máy. Tới cuốc thứ 6, thứ 7 mới bắt máy. Làm ngồi ngoài được gần tiếng rưỡi màu rồi. Mà trời mưa lâm dâm nữa, chán vậy hỏi tính bơ rồi. Sao anh không chửi em? Giờ chửi em chi nữa, xong hết rồi chửi chi nữa. Nhiều lúc mình nghĩ mình thua con chó nữa, con chó mà bả không cho ăn bả nhớ nha, còn em đi làm gì bả không nhớ. Có tập nghe lời người ta suối nữa, nghe lời ta suối bả. Dạ đúng rồi, bả về bả suối là em không có, không có suối làm luôn. Em làm em không có suối. Em mấy bữa mà em đi lại đi xe về, hai bữa về em mệt á, hay là em đi tỉnh về em mệt á, em ngủ tối em hay nghiến răng á. Không biết nghe lời ai á, tối chồng nghiến răng á, lấy dép giả mặt á, nó hết nghiến răng. Trời ơi, tối em đang ngủ hả, tôi dép đã quất một cái chát. Trời ơi, em tưởng má em giờ mà không già luôn á. Với lại còn cái tật này nữa nè, đập chén đập tô. Là giận lên đó phải không? Dạ không em làm gớt. Dạ bình thường cũng đập nữa anh. À hậu dạ, đậu, cái đó là dạ, hậu đậu. Dạ đó, em đi tỉnh về 2-3 ngày mà em thấy cái thùng giác bự bự, mở ra coi là có chén có tô không giống à. Kỳ đó. Đó là 100 bộ là đúng, mỗi bộ còn chén đó, dạ, phải không? Dạ. Mà bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? À, bớt hậu đậu lại thôi. Bớt nghe ta suối không? Với lại nói chung là nói chuyện ở nhà hay đi ra đường bớt có lớn tiếng lại. Bà hay la sảng lắm. Vậy hả? Dạ, đang chở đi ngoài đường, đang nói về vấn đề gì đó không? Mày bị khùng heo, mày nói gì vậy? Vậy hả? Dạ, tự nhiên cái la làng lên vậy đó.